Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Mazda 2 Mazda 2 là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc nên không bị ảnh hưởng trong cái đợt hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp Và hiện tại chính sách khuyến mại của Mazda 2 vẫn đang ổn định so với tháng 11 vừa rồi Nhưng có một đôi chút thay đổi về giá bán của Mazda 2 kiểu dáng Sport hay còn được gọi kiểu dáng hatchback Giá xe cũng đã giảm thêm đôi chút cho anh em trên thị trường Mazda 2 là mẫu xe nằm trong phân khúc sedan hạng B Đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó là các mẫu xe Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Sonato, Mitsubishi Astra Mazda 2 có phiên bản số tự động tiêu chuẩn có giá bán chỉ hơn 400 triệu thôi. Phiên bản này được rất là nhiều sự quan tâm của anh em và đây cũng là phiên bản phù hợp nhất dành cho những anh em nào đang có cái sự lựa chọn trong tầm tiền từ khoảng dưới 500 triệu. Anh em có thể cân đối với chiếc Mazda 2 số tự động bản tiêu chuẩn. Còn các phiên bản Mazda 2 cao hơn thì anh em có thể tham khảo thêm các mẫu xe sedan hạng B khác, ví dụ như chiếc Honda City hay chiếc Toyota Vios. Cùng với đó là một số những mẫu xe sedan hạng C, ví dụ như người đàn anh Mazda 3 có cái giá bán cũng chỉ khoảng gần 65 triệu và là xe lắp ráp nên anh em vẫn đang được hỗ trợ thuế và chi phí lăn bánh ra biển số có khi chỉ tương đương với một vài phiên bản Mazda 2 bản cao. Và trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật lại cho anh em chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda 2 tại thời điểm tháng 12 này để anh em tham khảo và cân đối tài chính. Mời anh em cùng xem video. Mazda 2 có hai kiểu dáng để anh em lựa chọn. Kiểu dáng sedan thì có 3 phiên bản, đó là Mazda 2 sedan bản tiêu chuẩn, Mazda 2 sedan bản luxury và Mazda 2 sedan bản premium. Kiểu dáng hatchback anh em hay gọi kiểu dáng sport thì có hai phiên bản, đó là Mazda 2 hatchback bản luxury và Mazda 2 hatchback bản premium. Chính sách bán hàng của Mazda phân vùng thị trường, anh em lưu ý cho em vấn đề này. Trên tất cả các video về cập nhật giá bán của xe Mazda, em vẫn luôn luôn đề cập đến cái vấn đề về phân vùng thị trường. Chính sách này là của nhà máy. Anh em ở địa phương nào thì anh em chỉ được phép mua xe tại showroom ở địa phương nơi đó thôi. Chính vì vậy anh em không có nhiều sự lựa chọn showroom để mua xe. Nhưng trong video em vẫn sẽ tính giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được. Và anh em cảm thấy phù hợp với phiên bản nào thì anh em ra trực tiếp showroom của mình để chủ động mua bán. Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng tháng 12 này. Đó là Mazda 2 Sedan bản tiêu chuẩn. Phiên bản này được rất là nhiều anh em quan tâm vì giá bán tương đối thấp. Giá xe tháng 12 theo công bố của nhà máy là 415 triệu. Anh em lưu ý, anh em ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ có cơ chế giá tốt hơn, linh động hơn cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em. Còn anh em ở các tỉnh khác thì em không thể hỗ trợ được. Với giá bán 415 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 494 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 475 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 465 triệu, ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 485 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em được vay ngân hàng tối đa 85% giá trị xe. Như vậy anh em cần phải chuẩn bị 15% giá trị xe ban đầu cùng với các khoản chi phí đăng ký và anh em cũng đã tính cái số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 141 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 122 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 112 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 132 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ, năm đầu trị giá là 5,8 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% sẽ tương đưa với số tiền là 352 triệu và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 6,4 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 3,6 triệu, chia đều cho hàng tháng trong 8 năm và lãi suất tháng đầu tiên là 2,8 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là chiếc Mazda 2 sedan bản Luxury, giá bán thời điểm tháng 12 này vẫn ổn định ở mức giá 499 triệu. Anh em ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ có cơ chế giá linh động cho anh em. Với giá bán 499 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 588 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% là 568 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% là 557 triệu và anh em ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 577 triệu trong trường hợp anh em mua trả góp anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau anh em ở hà nội cần chuẩn bị 164 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% là 144 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% là 133 triệu và anh em ở tp hcm sẽ là 152 triệu ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên trị giá là 6,9 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói với số tiền bắt đầu như thế này anh em có thể mua được một chiếc mazda3 cũng mua trả góp anh em lưu ý cụ thể anh em có thể mua được chiếc mazda3 bản dinh hay là bản luxury với chi phí ban đầu khi mà anh em mua chiếc Mazda 2 sedan bản luxury như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% sẽ tương đương với số tiền là 424 triệu và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 7,8 triệu trong đó thì gốc chi đều là 4,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,4 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo <laughs> phiên bản thứ ba em cập nhật là bán cho anh em đó là chiếc Mazda 2 sedan bản premium phiên bản cao cấp nhất của kiểu dáng sedan hai đầu Giá bán cho anh em thời điểm tháng 12 này là 519 triệu áp dụng trên tất cả các showroom trên toàn quốc. Ngoài ra thì anh em ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh em vẫn sẽ có cơ chế giá tốt hơn cho anh em. Và em xin phép phiên bản này em không tính giá xe ra biển số lăn bánh. Anh em nào thực sự có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em. Áp dụng là anh em ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê ra biển số lăn bánh để anh em tham khảo và mời anh em cùng đến với kiểu dáng hatchback hay còn gọi là kiểu dáng sport phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em đó là phiên bản Mazda 2 Sport bản Premium giá bán tháng 12 theo công bố của nhà máy là 557 triệu và anh em ở Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh em vẫn sẽ có cơ chế giá linh động tốt hơn cho anh em với giá bán 557 triệu này giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 653 triệu ở các tỉnh áp 12% là 633 triệu ở các tỉnh áp 10% là 621 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 641 triệu. Trong trường hợp anh em mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 179 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 160 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 148 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 167 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu tiên chỉ giá là 7,7 triệu, thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 473 triệu và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,7 triệu trong đó gốc chia đều là 4,9 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,8 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và đối với anh em nào lựa chọn chiếc Mazda 2 hatchback bản premium này anh em có thể tham khảo thêm chiếc CX3 cũng kiểu dáng hatchback và giá bán cũng sẽ tương đương với chiếc Mazda 2 hatchback bản premium anh em có thể tham khảo thêm và phiên bản thứ hai cho kiểu dáng hatchback đó là Mazda 2 hatchback bản Luxury, giá bán theo công bố của nhà máy là 512 triệu và anh em ở Hà Nội thay thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ có cơ chế giá tốt hơn cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em và em xin phép không tính giá sẽ ra biển số lăn bánh của phiên bản này. Anh em thực sự có nhu cầu thì liên hệ với em, em sẽ hỗ trợ gửi cho anh em cái bảng kê lăn bánh để anh em tham khảo. <laughs> Như vậy trên đây đó là toàn bộ thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda 2 tại thời điểm tháng 12 này hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm này cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em